Trong thời gian gần đây, giới cầm quyền Việt Nam qua các phương tiện như nhân viên công lực, phần tử côn đồ và cả tòa án, xem chừng như ngày càng nặng tay đối với nhiều thành phần dân chúng liên quan những vấn đề như lòng ái quốc, tôn giáo, quốc nạn tham nhũng, đất đai của dân oan. Qua cuộc trao đổi với Thanh Quang, nhà báo Bùi Tín từ Paris, người am tường về các vấn đề Việt Nam, nhận xét như sau. Có thể nói là trong thời gian mấy năm gần đây, càng ngày càng về sau đó, chính quyền gọi là chính quyền độc đảng ở trong nước lại thi hành cái chính sách ngày càng gay gắt đối với người dân. Tôi thấy có nhiều cái lý do. Một lý do mà gần nhất tức là họ bắt tay chuẩn bị cho Đại hội 11. Mà khi nào thế, khi gần đến những sự kiện chính trị lớn như là Đại hội Đảng đó, thì tất nhiên là họ rất lo dân và lo nội bộ đảng nó không ổn, cho nên là họ ra tay để mà phòng ngừa trước, do đó mà có một cái phong trào ngày càng đàn áp. Cái lý do thứ hai đó là họ cũng tùy theo tình hình thế giới, và trong tình hình thế giới đó thì họ cũng thấy rằng là các nước mà trước kia vẫn là đòi dân chủ cho nhân dân Việt Nam, ủng hộ cái phong trào đòi dân chủ của nhân dân Việt Nam đó, thì họ thấy là những nước lớn nhất càng ngày càng tỏ ra muốn hợp tác với Việt Nam vì nhiều cái lý do. Ví dụ như những cái nước lớn nhất như Mỹ và châu Âu đó muốn làm ăn để mà có những cái lợi ích kinh tế của hai bên. Do đó mà ủng hộ Việt Nam đòi dân chủ đó thì họ có vẻ như là đặt nó ở xuống một mức vừa phải, chứ không phải là cái mức mạnh mẽ như trước đó. Cho nên Đảng Cộng sản Việt Nam tính toán, họ cho là không ngại gì về những yêu cầu của phương Tây, yêu cầu của các nước dân chủ về ra điều kiện trong vấn đề ủng hộ, viện trợ và làm ăn kinh tế. Họ thấy là họ cũng được nuông chiều một chút, do đó mà họ thẳng tay đàn áp. Và vừa đàn áp họ vừa nghe ngóng, họ thấy việc mà các nước ở phương Tây lên án không được mạnh mẽ lắm đó, họ là càng ngày càng dấn sâu mạnh tay hơn trước. Thế nhưng mà cũng còn có lý do thứ ba đó, tôi nghĩ đó là sức ép của Trung Quốc. Thì ta đều thấy là càng ngày càng về sau này, cái chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam gần như là toa dập với Trung Quốc, nghe theo những yêu cầu của Trung Quốc. Và do đó mà cái thái độ quỵ lụy, hữu khuynh, nhân nhượng mà người ta có thể dùng cái chữ gọi là ươn hèn trước cái yêu cầu của Trung Quốc. Tự chung lại là càng ngày Đảng Cộng sản càng cảm thấy họ bị quần chúng lên án càng ngày càng nhiều. Họ luôn luôn sợ là phong trào nó lên mạnh hơn nữa. Cho nên chỉ có một cái lá bài là đàn áp. Đàn áp để mà phong trào không phát triển được. Đàn áp để đe dọa những người yếu bóng vía. Họ coi là cái sách lược đàn áp là cần thiết nhất để mà ngăn chặn cho phong trào không phát triển thêm. Dạ. Trước khi trở lại vấn đề liên quan Trung Quốc mà ông vừa đề cập thì, thưa ông, trong thời gian gần đây, ngày càng có nhiều người dân trong nước bị gán ghép những tội danh như là vi phạm an ninh quốc gia, xâm phạm lợi ích nhà nước, gây rối loạn an ninh công cộng, v.v. mà bị tù tội, bị đánh đập giả mang theo cái sự tùy tiện của công an, cấu kết với phần tử côn đồ. Thì những hành động như vậy thể hiện đạo đức sau chủ nghĩa, đạo đức cách mạng, thậm chí bài học vỡ lòng yêu đồng bào, yêu tổ quốc của ông Hồ Chí Minh ra sao ạ? Tất cả những cái chuyện đấy là chúng ta thấy là họ đều là nói mà đang họ làm mà nẻo. Miệng thì nói cái gì cũng nhân dân, nhưng mà chính là họ sợ nhân dân, họ ghét phong trào nhân dân đòi quyền lợi của mình. Cái đó là càng ngày càng rõ cái gọi là bản chất cách mạng và chất nhân dân của họ chỉ là một cái màn vải thưa để che đậy, nhưng mà không thể, nó không phải là bản chất. Về một cái chính quyền độc đảng càng ngày càng nguy ngập đó, thì họ chỉ lo đến vấn đề giữ ghế thôi. Hiện nay có thể nói là yêu cầu lớn nhất từ nay đến Đại hội Đảng là họ làm thế nào để họ bảo vệ được thành trì của họ. Mà tôi nghĩ cái thành trì đó là cái chế độ độc đảng. Họ luôn luôn hứa hẹn dân chủ, họ luôn luôn mồm nói về nhân dân. Nhưng mà sự thật là càng ngày càng về sau này đó, mục tiêu lớn nhất của họ là duy trì cái chế độ này. Duy trì càng lâu càng tốt để mà có thì giờ kiếm trác, duy trì và thu nhận những cái đặc quyền đặc lợi về đất đai, về tiền của cho con cháu nó nối nghiệp để mà vơ vét với cùng những cái người ta gọi là cái cánh hậu của họ, là những gia đình của họ, dòng họ của họ và những người thân cận của họ để có thì giờ thu thêm, làm giàu thêm về đô la, về nhà cửa, về đất đai v.v. Yeah.
Theo ông thì lối cư xử ngày càng nặng tay và thậm chí đẫm máu của giới cầm quyền đối với dân lành trong nước có tương phản gì không với cung cách ứng xử nhã nhặn, khiêm tốn, thậm chí quy lụy của họ đối với phương Bắc như hiện nay ạ? Hai cái đó là nó đi cùng với nhau, bởi vì là càng ngày người ta càng thấy rõ cái bộ mặt như thế. Ở trong nước đã có những người nói đến cái mức tức là chưa từng bao giờ mà chính quyền họ quy lụy đến như thế đối với lại phương Bắc, mà cũng chưa từng bao giờ họ mạnh tay dám làm những việc vô lương tâm, thất nhân tâm, thất đạo đức đến cái mức độ như thế. Có những người dùng cái từ gọi là quá đáng, nghĩa là không thể chịu nổi được nữa cơ mà. Ví dụ như họ chụp mũ 4.000 người phản đối khai thác bauxit, là những người đó đều là những người gây rối, đều là những người nghe theo cái giật dây bên ngoài, nghe theo bọn phản động để mà gây rối. Thế và có những cái có thể nói là quá độ ngang ngược. Đấy, ví dụ như là họ gây sự với lại nhóm trí thức của Viện Nghiên cứu Phát triển Việt Nam của ông Nguyễn Quang A đó. Họ lại chụp mũ cho là những người đó là những người mà có ý đồ mầm mống gây nên phản loạn. Thế và họ ra cái nghị quyết 97 là một cái nghị quyết rất là phi lý. Bởi vì nội dung nghị quyết đó là cấm phản biện, không được phản biện công khai. Thế thì họ vi phạm ngay cái điều lệ đảng mà người ta coi là cái luật lệ lớn nhất ở trong nội bộ đảng. Phản biện có nghĩa là gì? Phản biện là nhân dân người ta góp ý, là xây dựng, là phê bình. Thế thì nhân dân góp ý tức là phải phản biện chứ. Tôi nghĩ là rồi đây đến đại hội 11 sắp đến á, thì họ lại sẽ đưa ra những cái văn kiện cơ bản, nào là chiến lược phát triển xã hội chủ nghĩa, rồi là chiến lược 20 năm vân vân đó. Họ đưa ra những văn kiện rất là giáo điều, rất là cũ kỹ, lấp đi lấp lại, mòn vẹt hết cả rồi. Thì nhân dân không chịu nổi sẽ góp ý. Thế nhưng mà họ lại ra cái nghị quyết là cấm phản biện. Và bây giờ thì ông Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng lại yêu cầu là xử lý các nhà của Viện Nghiên cứu Phát triển Việt Nam vì là họ không có tinh thần xây dựng. Thế xử lý cái gì? Chính ông ấy cấm phản biện là ông ấy vi phạm vào cái điều lệ cơ bản của Đảng Cộng sản. Yeah. Trong khi đó thì đối với Bắc Kinh thì giới cầm quyền như thế nào thưa ông? Đấy thì rõ ràng là càng ngày càng nhân nhượng. Tôi lấy những cái nhân nhượng rất là nguy hiểm như là họ lấn đất, lấn biển. Thế rồi bão vừa rồi đó là nhân dân người ta đến trú ở đấy thì nó cướp, nó đánh ngư dân. Thế nhưng mà im thiên thiết đấy. Anh là chính quyền phải bảo vệ nhân trước hết chứ. Tại sao anh lại nhún nhường, anh không dám phản đối những cái việc làm phạm pháp, phạm về luật biển, phạm về ký kết giữa hai nước trong những trường hợp thiên tai đó là phải giúp đỡ lẫn nhau cơ mà. Thế thì tôi thấy là thái độ nhu nhược mà anh em dùng cái chữ gần như là đầu hàng đối với để kẻ bành trướng đó, thì thái độ là nhân dân ta không có thể chấp nhận nổi. Nó ngược đời là đối với nhân dân thì hết sức là tàn bạo, mà đối với kẻ bành trướng nó xâm phạm đất đai của tổ tiên ta đó thì lại nhún nhường bạc nhược, hương hàn đến cái mức như thế. Để xin cảm ơn nhà báo Bùi Tuấn rất nhiều ạ.